Hello hello, chào mừng em trở lại kênh YouTube mình nha. Ok này, tiếp tục cùng em nghe nè. Thì đây là cái thao mặt đường mình cho vào nè. Thì mặt đường mình chuẩn bị khoảng chắc 3-4 kg gì đó. Không thao khoảng 2 kg mấy mà còn trong cái càn nữa. Quà tàn trong nước rồi đừng để cho nó lắng đáy nha. Tại mặt đường nó nặng hơn nước, nó đổ nó chìm cái đáy bó cục quý. Nên em cố gắng quậy cho kỹ kỹ. Đây nè, can này còn khoảng 1 kg nữa. Hình như trong cái thao đó nhảy hình như là mình cần là đâu mà cần 3 kg hay vậy. Chứ trong can này còn có ký nữa nè, 2 kg mấy 3 kg gì đó. Thì tầm khoảng 3 kg, 3 kg mấy. Khoảng 4 kg đổ lại trong hơn nữa. Mặt đường đây mình mua nguyên can mình xài không anh em, chứ không có mua lẻ. Nên cái canh này sẽ hết rồi nè. Còn cái chung thao là cái canh mới. Một canh tầm khoảng 40 kg, 30 lít. Chút cho nó sạch luôn. Bây giờ cho vào nha anh em, thì mình tiếp tục mình phải ủ nửa bịch meo thôi, còn nửa bịch thì để đợt sau. Không, nửa bịch để mình ủ cái cám anh em, ủ cám để đi làm phân rong nha. Nói chung là cái clip phân rong mình sẽ lấy giới thiệu sau đây. Thì chung là mình xài này nửa bịch thôi, cũng như thường lệ. Em đổ vào khi nhớ đổ nhẹ nhẹ nha, đổ quá bụi bay tùm lum hết. Em khuấy cũng khuấy cho nó nhẹ nhẹ nữa. Bụi bụi nó bay dữ lắm, nó mịn lắm. Nó có mấy cái những phần mịn và phần to, chứ không phải là phần to không. To là bằng cái giá thể gì của men á, còn bằng cái mịn mới là men vi sinh mọi người. Nên là mình sẽ ủ hơi lâu hơn nha. Trong hướng dẫn trong này, trong bao bì thì để có 2-3 ngày à. Còn mình sẽ ủ lâu hơn, tầm khoảng 7 ngày mình mới xài. 5-7 ngày vậy. Ok em, thì đây là cái bọc cám nè. Cái bọc cám này là mình mua ngoài là 30 kg nha. Là 5 miếng, 1 miếng 6 kg, 30 kg. Chắc mình xài tầm khoảng 20 kg thôi, 20 hơn 20 gì đó, đổ vào 20 hơn 20 gì đó. Còn một ít thì để mà đủ ủ riêng để dành lại chứ không xài hết. Tại vì mình có thêm cái phân chuồng nên em, chứ không là mình nếu không có phân chuồng là mình sẽ cho hết vào luôn á, một lần 30 kg luôn á. Nhưng mình còn ba cái nước cá nữa, đạm cá của mình nữa. Yeah.
cám này ok nè anh em, cám này nó mịn nè. Thì anh em nào mà có xài cám thường xuyên thì sẽ phân biệt là cám chất lượng và cám xây từ chấu ra ha. Cám xây từ chấu ra nhìn nó sơ sát thì nó to lắm, nó không có mịn mức như cái cám gọi là cám trà nhà máy anh em, mà cám xây từ chấu ra nó khác biệt, khác cỏ gàng luôn á. Chạy như xây từ chấu pha 50-50 á, 50 gram gạo với 50 từ chấu xây ra, anh em nhìn cám nó sơ sát rất là to, rất là thô, nhắm cao à, phải mịn màng mình cứ cho cám này. Thì anh em cho vào, anh em cố gắng pha cho nó đều nha, tại cám vào nước nó bị bón cục á, anh em cố gắng phẩy cho nó đều ra. Phẩy cái này thì hơi lâu á. Phần này anh em chịu khó phẩy đến đều nha, tại vì nó hơi phẩy hơi lâu quá. Như vậy là em thấy hết khí ở trên cho nó hòa tan xuống nước rồi, anh em nhớ dưới trộn lên nữa nha, quay dưới lên lại khi lên còn món cục dưới nữa, chuẩn món cục thì không có tốt khi nè, khi mà phải mình ra men rồi nè, khi cái cục cám ở dưới nó còn men xâm nhập cho không được luôn. Cám chịu bón lại là nó bón cục lại trong khô gan ở ngoài nước, nhưng mà trong nguyên cục nó khô gan à. Nó nằm thấy ba cục cục đó à, ba cục cục nó chưa có hòa tan á, phải bóp ba cục ra nó ở trong khô gan à. Rồi, ok, thế là xong anh em ạ. Lấy đồ đẩy nữa là xong. Anh em nhớ đậy cao su tối màu nha. Còn nếu anh em nào đậy cao su mà cao su trắng thì nhớ anh em che lại đừng cho nắng trực tiếp chiếu vào nha. Rồi sau khi mà cột xong rồi anh em thêm cái miếng thiết đẩy lên nữa để cho nó duy trì độ nóng, chung là nó cần cái nhiệt lượng cao á, nó sinh khói nhanh. Rồi là xong. Thì clip mình chia sẻ nên anh em để kết thúc nha. Rồi, bye bye anh em. Okay, stop.